Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhỏ làm chiếc ná 15k này. Các bạn thấy không? Đó, chỉ tốn cái tiền mua dây thôi nha, còn chạm thì các bạn tự đi chặt. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ. Về những cái phần nào mà cảm thấy chưa thẳng thì các bạn gọt đi. Dùng con dao nhỏ như này. Bạn nhỏ gọt thì cẩn thận đứt tay. Đó. Cắt nóc hết vỏ đi.